Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Mình ở bên Mỹ về được 4 tuần rồi, thì còn một tuần nay á, là do mời đi ăn nhiều quá, thành ra ăn cái gì nó cũng không có tiêu hết á. Ăn xong rồi nó cứ sình cái bụng lên, tối ngủ nó cứ đau, mà nó bị trúng gió giống như nó bị nhức mỏi. Nhưng mà cái chính là muốn về đây là chữa cái chân nó bị tê lòng bàn chân, lạnh cái chân, cho nên có đi lên ngay chỗ trên thầy Dư Quang Châu thì xin thầy là chữa cái lòng bàn chân. Thì thầy nói là thôi đưa trước 2 cái cục đá về đi, đợi ngày mai tới chữa chân. Thì tối về là có ngâm 2 cái cục đá nó chua trong lòng microwave, xong rồi đắp nó lên thôi đúng như hướng dẫn. Thì đúng là cái cảm giác cái nó giống như là sau cỡ chục khoảng nửa tiếng thì bắt đầu cái ruột nó nóng lên, nó sôi cái ruột lên, thế là mình bị giống như là cái dạng mà ngộ độc tiêu chảy, đi ra đi tiêu chảy ở ngoài và luôn là đi ói luôn. Sau đó vô nằm đắp tiếp, thì khi mà mình đi ra mình đi á, thì mình đưa cái cục đá nó qua trong xã của mình, nó thành đắp dùm đi. Thế là anh cũng đắp luôn, mà anh cũng mấy ngày nay là anh ăn cái bụng anh cũng không có tiêu, cứ phải uống thuốc tiêu hạ hoài vậy, uống cái cục mà đen đen á, cà của nó. Xong rồi cái vô cái mình đắp tiếp, thì nguyên cái đêm đó là mình cũng đi 2 lần. Nhưng mà cái cảm giác ngày hôm nay đúng là giống như cơ thể mình đã được giải độc vậy đó. Ngày hôm nay ăn nó không có cái cảm giác. Đó là khi mà đau mấy ngày này nó giống như nó bị tích hơi ở ngay chỗ này, cho nên nó đau một cái điểm ngay chỗ này. Nhưng mà đắp đá sau thử một ngày, sau khi mà giải độc xong rồi thì cái bụng nó không có còn đau cái điểm ngay chỗ này. Mà hồi sáng giờ ông xã mình ông nói mình mới để ý, là anh Minh nói là em hình như đắp đá nó đúng á, anh cũng cảm thấy như cái bụng của anh nó không có còn đau nữa. Và thành ra ngày hôm nay mình lại mình mua thêm một cái cặp đá để về bên đó mình xài. Hỏi người này là rõ nhất này, người này là... Anh có phát biểu gì không anh Minh? Thấy tốt lắm đó cô. Cũng đắp ké bà xã nó khoảng 20 phút thôi. Nhưng mà cái cảm giác tối ngủ thì ngủ thẳng giấc tới sáng luôn. Và ngày hôm sau không còn cảm giác như đầy hơi như cái bụng nữa, mà sáng ăn bình thường. Mà trong trước đó là uống thuốc rồi cũng đủ cách là cạo gió này kia, nhưng mà cũng không khỏi. Tại vì tiếp tục nhậu tiếp được rồi ha. Tại vì đi về cái xong cái mời người này mời ăn, ăn xong chưa tiêu cái rồi tới cứ ăn tiếp rồi chưa tiêu, cái bụng lúc nào nó cũng lình bình đó đó. Nhưng mà đúng là ngày hôm nay cái bụng nó giống như nó được giải độc vậy đó. Em có một cái chuyên có kinh nghiệm làm việc cho bác sĩ nước ngoài, và cảm nhận của em với cái ngành y tế của nước ngoài là về thuốc, họ chỉ chữa trị bằng thuốc men, phẫu thuật và đưa cái kemi vào trong con người, cơ thể của mình rất nhiều. Đối với những người bệnh mà già cả về đau nhất, họ thường xuyên sử dụng thuốc và có những phản ứng phụ rất là đau đớn và rất là nguy hiểm về sau. Phương pháp vừa không có cái phản ứng phụ và không có cái sự tốn kém. Thì em giới thiệu với những người bệnh nhân họ rất là hoan nghênh. Thậm chí là họ đã hoan nghênh và họ hưởng ứng cho em kinh phí để về đây để học hỏi và tuyên truyền về cho họ. Họ kêu là nước ngoài không bao giờ có những cái phương pháp mà nó bảo vệ cái từ đầu tới cuối cho họ đến như vậy. Cái sự mà họ là cái chữa trị rất nhanh, và cái độc hại thì cũng sau đó đem đến cho họ cái độc hại cũng rất nhiều, và tốn kém thì không thể nói được. Rất là tốn kém. Em tìm thấy cái phương pháp này là một cái giống như một cái rất là bản rất là riêng của Việt Nam mình. Thì trong tương lai em hy vọng là cái phương pháp này nó có thể dẫn đến cho một người bệnh một cái lựa chọn mới, ngoài cái phương thuốc chữa trị bằng thuốc men và kemi. Đây là một cái phương pháp mà chữa bệnh mới mà mình có thể đưa ra cho nhiều người trong cộng. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchilientam.vn.